Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì đã rất là lâu các bạn Duy sẽ không có tự quay những cái short quay như thế này đó. Nếu các bạn nào mà có xem những cái video clip của Duy hoặc là những cái kênh của Duy từ ngày đầu của bạn thì các bạn sẽ thấy là Duy sẽ thường xuyên quay như thế này và tự quay, tự dựng, tự edit luôn đó. Ok, ngày hôm nay thì Duy cũng sẽ tự làm lại những cái video clip như thế này ha, để cho các bạn xem. Thực ra thì khi mà Duy quay như thế này các bạn thì nó sẽ không có được đẹp ha, những hình ảnh nó sẽ không có được đẹp, nhưng mà khi mà các bạn xem á, về chiếc xe, về một cái sản phẩm các bạn thì các bạn sẽ thấy nó trực quan hơn, cũng như là về cái góc nhìn các bạn sẽ thấy rõ hơn rất là nhiều so với những cái clip mà Duy quay review gần đây ha. Ok, nó cũng có cái hay và nó cũng có cái không hay. Ok, bây giờ Duy sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái chiếc xe G63 AMG này với một cái màu sơn nó rất là độc đáo luôn bạn. Đây là màu Latinum Magno, hay là gọi là cái màu Latinum M các bạn. Thì với cái màu Latinum M này thì các bạn phải trả thêm khoảng tầm khoảng 310 triệu cho cái phần màu sơn này. Đó, một cái màu sơn rất là độc đáo của chiếc xe G63 luôn. Thực chất bạn thì G-Class là một cái phân khúc mà Mercedes-Benz tách hẳn riêng ra luôn bạn. Có một cái nhà máy riêng, có một bộ phận phát triển riêng cho những cái chiếc G này. Và hầu như là chiếc G các bạn nó có rất là nhiều màu sơn, như nhớ đâu đó nó khoảng tầm 62 cái màu sơn đó, và nội thất của nó cũng rất là nhiều màu luôn. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì các bạn biết rồi ha, do thị trường của mình nó cũng không phải là lớn, cho nên là về phần màu sơn bên ngoài thì chị thấy cũng khá là đa dạng. Nhưng mà phần nội thất bên trong thì chúng ta cũng có thể là chọn được có vài màu cái phần nội thất thôi. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ chiếc G63 với cái phần màu sơn mắt nồ này. Đây là một cái chiếc xe mà bên Duy đang có sẵn để mà giao cho khách hàng ha. Các anh chị các bạn xem nha, đây là một màu sơn rất là đặc biệt luôn. Đối với những cái mẫu xe đặc biệt ở bên Duy các bạn, hoặc là những cái mẫu xe gọi là cream car, thì nó sẽ có một cái bộ phận chuyên phát triển riêng dành cho những cái phần màu sơn cũng như là phần nội thất, hay còn gọi là cá nhân hóa các bạn đó. Và trong cái tên gọi của cái nhà sản xuất các bạn thì nó gọi là manufacturer, là một cái bộ phận chuyên chế tác những cái màu sơn cũng như là nội thất thủ công. Thì cái chiếc xe G63 này được được một trang bị một cái màu sơn gọi là G manufacturer. Và cái màu sơn, tên chính xác của cái màu sơn đó là màu Latinum Magno ha. Magno ở đây là cái màu sơn mờ đó. Các bạn thấy mà trong cái tên gọi của những cái chiếc xe Mercedes-Benz mà nó có cái chữ Magno ở phía sau các bạn, thì thường là những cái xe đó nó sẽ trang bị cái màu sơn mờ ha. Thì cái sơn này là cái màu sơn xám titan, không phải sắt titan các bạn, nó gọi là Latinum. Latinum là các bạn biết là hay còn gọi là bạch kim ha, bạch kim. Các bạn sẽ thấy là nó có một cái màu gần giống như là gần giống như là kim loại hoặc là màu titanium á ha. Đó, khi các bạn nhìn gần nè, các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp luôn. Và Duy nghĩ là cái màu sơn này khi mà chúng ta đi ở bên ngoài đường các bạn thì sẽ làm cho những cái người mà đi cùng chúng ta ha phải ngoái nhìn. Đó, bởi vì là cái màu sơn này nó làm cho cái chiếc xe G63 AMG của chúng ta nó thêm cái phần mà mạnh mẽ, hầm hố nữa. Bản chất thì cái G của chúng ta các bạn sẽ thấy bình thường nó trang bị một cái màu trắng, hoặc là nó trang bị những cái màu gọi là màu hồng hoặc là những cái màu gì đó. Nhưng mà những cái màu đó nó không có làm cho chiếc xe thêm phần nữ tính nữa, mà chiếc xe với bản chất của nó thì nó rất là ngầu. Nó được thiết kế ra những cái góc vuông ha, những cái hình tròn rất là đơn giản. Nhưng mà với cái thiết kế này thì Duy nghĩ là bao nhiêu năm nữa thì chiếc G của chúng ta nó vẫn giữ cái giá trị này và vẫn có cái thiết kế này ha. Đây là cái thiết kế kinh điển rồi, thiết kế kinh điển rồi, bao nhiêu năm nữa cũng không thay đổi. Nếu các bạn nào mà có tìm hiểu những cái chiếc xe G thì trước đây từ xưa tới giờ nó vẫn vậy ha. Đó, bây giờ Duy sẽ đi gần hơn cho các bạn xem cái phần màu sơn. Thực ra cái chiếc xe này các bạn nó rất là bị dơ luôn á, nó rất là bụi đó. Bây giờ Duy sẽ thử nha cho các bạn xem nè. Đó, cái tay của Duy nè các bạn, bụi không nè, các bạn thấy không? Nhưng mà thực chất ha, khi mà chúng ta nhìn như thế này
chúng ta sẽ không thấy cái chiếc xe của chúng ta nó bị dơ đó, bởi vì cái màu sơn này nó rất là sạch các bạn. Bản chất nó khi mà bụi nó dính lên trên cái phần mà nước sơn các bạn cũng sẽ thấy nó tiệp với cái phần màu sơn ha, không có thấy. Rất là đẹp luôn. Thì cái màu sơn của chiếc G này kết hợp với lại những cái chi tiết màu đen các bạn thì nhìn nó rất là hợp ha, nó rất là hợp luôn đó. Điển hình là chúng ta sẽ có cái phần mâm xe AMC của chiếc G rất là đặc trưng. Bộ mâm này là bộ mâm 22 inch và thông số lớp là 295/40R22, bộ mâm 22 inch rất là đẹp ha. Đó, có khách hàng thì thích cái bộ mâm 23 inch nhưng mà Duy nghĩ là với 22 inch như thế này nó rất là phù hợp ở Việt Nam rồi bạn. Bởi vì khi mà chúng ta chọn cái bộ mâm nó quá to thì làm cho chiếc xe của chúng ta chạy nó cũng sẽ không được êm ái lắm, cũng như là đường xá Việt Nam của mình hiện tại bây giờ nó không có được tốt các bạn, cho nên là chúng ta sẽ dễ bị hư vỏ. Bởi vì khi mà chúng ta chọn cái mâm to thì cái đồng nghĩa về việc là cái lớp xe của chúng ta nó rất là mỏng. Còn cái bộ phanh này các bạn thấy nè, cái bộ phanh thì cái đĩa phanh nó rất là to ha, có đục lỗ. Ngoài ra thì cái cụm phanh của chúng ta là cái cụm phanh màu đỏ có cái chữ AMG nè. Thì có rất là nhiều những anh chị khi mà mua những cái chiếc xe mẹt các bạn thì về sơn lại cái màu đỏ giống như là cái cụm phanh của AMG này, nhưng thực chất các bạn cái sơn của cái phần cụm phanh này nó cũng sẽ đặc biệt hơn so với là chúng ta sơn ở những cái chi tiết thông thường như là mâm xe hoặc là cái phần màu sơn đó. Bởi vì cái cụm phanh này đây là cái phần sơn áp lực và chịu nhiệt ha. Nếu mà chúng ta sơn cái chất liệu sơn mà bình thường các bạn thì khi mà chúng ta đi một thời gian thì nó có thể nó bị chóc ra ha, nó không còn đẹp nữa đó. Nhưng mà cái cụm phanh này thì được sơn một chất liệu là như vậy ha. Cho nên là các bạn sẽ thấy đi bao lâu nữa thì cái cụm sơn này nó vẫn đẹp màu, nó vẫn coi như là như ngày đầu ha, nó sẽ không có bị bong chóc. Đây là một cái bộ mâm rất là đẹp ha các bạn. Thì Duy nghĩ là cái bộ mâm này nó cũng rất là đắt tiền á. Nếu mà bốn cái bánh xe này thì Duy ước chừng đâu đó khoảng tầm gần 500 triệu ha, cho bốn cái bánh này. Các bạn sẽ thấy ở bên hông nè, nó có cái chữ V8 Biturbo. Biturbo có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng hai cái turbo coi là tăng áp kép các bạn. Bởi vì đây là cái động cơ V8 cho nên là chúng ta sẽ sử dụng một cái turbo cho một bên máy ha. Bốn máy xài một cái turbo và bốn máy bên này sẽ xài một cái turbo, là coi như là hai cái turbo. Động cơ của chiếc G63 thì Duy cũng đã giới thiệu cho các bạn trong những video clip trước rồi ha. Chiếc xe nó sử dụng động cơ V8 4.0 lít, công suất là 585 mã lực, nó rất là mạnh luôn. Và một cái chiếc xe to tướng như thế này các bạn, nặng nề như thế này, nhưng mà cái thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km nó khoảng tầm 4,5 giây thôi. Chứng tỏ là cái động cơ này, cái hiệu suất nó cực kỳ tốt luôn. Và động cơ của chiếc G63 này là động cơ lắp ráp thủ công bằng tay các bạn. Thủ công bằng tay ha, từ AMG. Thì động cơ của G63 này sẽ được lắp ráp tại nhà máy AMG ở bên Đức. Sau đó cái động cơ nó sẽ được chuyển sang bên Áo để lắp ráp lên trên cái chiếc xe G này. Thì thực ra chiếc G63 này chỉ sản xuất ở một nước trên thế giới các bạn, đó là nước Áo ha. Nước Áo hả? Đó là lý do mà tại sao nó cũng đặc biệt như vậy các bạn. Các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái tem xuất xưởng nè, dán ở từ ở bên kia luôn, bên nước ngoài về luôn, là Made in Austria nè. Thực ra là Duy rất là may mắn bởi vì là đã đến được cái nhà máy của chiếc G này rồi đó, và coi như là tham quan tận mắt chứng kiến ha, cái các kỹ sư của chúng ta coi như là lắp ráp cái động cơ cũng như là lắp ráp cũng như là sản xuất cái chiếc xe G63 này. Duy cũng rất là may mắn trong cái đợt cuối năm vừa rồi được đi đến tham quan cái nhà máy này mới thấy được cái giá trị của chiếc G này, cũng như là trải nghiệm những cái chiếc G trên những cái đường trên những cái sân bay mà quân sự các bạn. Ở đó thì người ta sẽ làm cái một cái khu vực để chúng ta trải nghiệm chiếc G này ha. Nếu mà các anh chị các bạn nào có điều kiện đi đến Áo thì có thể là đến tham quan cái khu vực mà trải nghiệm của chiếc G-Class này. Chiếc G thì các bạn sẽ thấy là cái bô xe nó sẽ không đặt ở phía sau mà chúng ta sẽ đặt ở bên hông như thế này. Thật ra thì những cái chiếc xe G mà ở sản xuất nguyên bản ở từ bên nước ngoài các bạn thì chúng ta sẽ có hai cái ống bô được chĩa ra bên hông bên trái và bên phải ha. Nhưng mà khi mà về thị trường Việt Nam các bạn sẽ thấy là hai ống bô đó nó chỉ có xuất hiện ở khu vực phía bên trái thôi. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem bên trong phần nội thất của chiếc xe G63 này nha. Thì với cái chiếc xe hơn 10 mấy tỷ các bạn, nhưng mà chúng ta cũng không có tính năng keyless go, cảm ơn nóc cửa ha, mà chúng ta phải bấm trên cái chìa khóa.
Các bạn thấy khi mà nó mở cửa ra nó cũng sẽ có một cái tiếng kêu rất là đặc biệt. Đó là đặc trưng của những chiếc xe G63 các bạn. Thì G63 của chúng ta đang có cái phần nội thất là ghế màu kem. Cho các anh chị nào mà thích ở bên trong nó phải sáng ha, và nó phải sang trọng. Đó thì với cái màu mà nội thất màu kem như thế này nè các bạn, thì nó sẽ ăn đèn tốt hơn so với lại nội thất màu đỏ hoặc là nội thất màu đen. Khi chúng ta đi ban đêm á, thì những cái đèn cái nội thất nè, các đèn ambient light này, nó sẽ hắt vào bên trong cái phần ghế da. Các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp nè. Đó, những cái chi tiết hốc cửa nè các bạn thấy không. Nhưng mà cái đèn, nhưng mà nếu mà cái ghế của chúng ta màu đen ha, hoặc là những cái màu sậm, thì chúng ta sẽ không thấy những cái hiệu ứng giống như thế này. Thực chất thì cái ghế màu kem lúc nào nó cũng sang trọng hơn các bạn. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem ở phía sau. Với video clip này thì chủ yếu là Di cho các bạn xem về màu sắc bên ngoài, bên trong của chiếc xe G63 mà hiện tại Di đang có sẵn để giao thôi. Nó còn về cái các option hoặc như là chi tiết về chiếc xe G63 này thì Di đã quay cho các bạn xem cách đây rồi. Nếu mà các bạn nào mà chưa có xem thì có thể là xem lại ha. Bây giờ Di sẽ đi qua bên đây. Rất là đẹp các bạn. Các ghế da nè, các thấy các bạn thấy ghế da được mài quả trám ha. Những cái chi tiết mài thủ công bằng tay nó rất là đẹp. Chất liệu da này là chất liệu da Nappa các bạn nha. Nappa Exclusive. Nó rất là mềm, rất là mát nè. Và các bạn thấy là ở trên ghế nó sẽ có những cái lỗ thông hơi ha, chứng tỏ là chiếc xe của chúng ta nó có cái tính năng là sửa ghế và làm mát nè. Chỉnh ghế, ba vị trí nhớ ghế, loa Bumaster. Lúc nào các bạn thì những chiếc xe đặc biệt của chúng ta cũng được trang bị cái loa Bumaster ha, đó gần như là tiêu chuẩn rồi. Trần xe thì các bạn sẽ thấy nè, trần xe thì chất liệu trần xe đây là một cái loại da luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy giống như là da lộn ha. Đây là da Dynamica. Thì trần xe bằng da lộn thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ sang trọng hơn, cũng như là nó rất là khác so với lại cái chất liệu da trên những cái chất liệu nỉ trên những cái chiếc xe thông thường. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái nỉ nè, thì các bạn sẽ hình dung là cái da Dynamica ở trên trần của chiếc xe G63 thì nó đẹp như thế nào ha. Đây là chất liệu nỉ nè các bạn. Trên những cái chiếc xe thông thường thì chúng ta xài chất liệu là nỉ thôi. Thực chất thì không biết là trên cái video clip này các anh chị các bạn có thấy không nè. Nhưng mà bên G63 của chúng ta là da lộn. Sờ vào cảm giác nó rất là mềm các bạn, rất là mượt nè. Để các bạn thấy không, ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái logo G. Bề bước sáng đèn AMG. Chất liệu da này nó rất là đẹp các bạn. Khi mà các bạn nhìn thực tế ở bên ngoài các bạn sẽ thấy là cái da này nó rất là thô, nó rất là thô mộc luôn, kiểu giống như là da bò nó như thế nào thì nó sẽ để nguyên như thế này, thế đấy các bạn. Nó không có xử lý nhiều, cho nên các bạn sẽ thấy là những cái khu vực này nó có những cái nếp nhăn nè, những cái nếp nhăn tự nhiên của da. Thực sự các bạn, những cái chất liệu da sang trọng các bạn thường là họ sẽ không có phải xử lý nhiều, cố gắng là để càng thô mộc càng tốt ha. Nhìn ở bên ngoài rất là đẹp. Thì chiếc G63 này thì được bọc gỗ màu đen ha, chứ không phải là carbon. Thực ra với chi tiết carbon thì các bạn phải thêm tiền nữa, nhưng mà Duy nghĩ là với ốp gỗ piano đen lacquer như thế này là nó cũng đã rất là đẹp rồi. Phía sau cũng vậy các bạn, rất là đẹp ha. Chiếc G63 này thực sự là một cái chiếc xe nó rất là tuyệt vời. Bây giờ Duy sẽ mở cái cốp phía sau anh chị các bạn xem. Cốp xe sau thì nó rất là rộng rồi, bởi vì chiếc xe của chúng ta rất là to, nhưng mà nó chỉ có 5 chỗ thôi. Còn cốp sau này có một cái đèn ở đây các bạn ha, rất là hay, rất là dễ thương, rất là ấm áp. Thực ra cái đèn màu vàng này nó hắt vào cái ghế da màu vàng bạn, rất là đẹp. Ở đây thì có trang bị những cái này giống như cái áo phát quang á các bạn. Khi mà chúng ta mặc vào thì nó có thể là khi mà chúng ta
cần phải thay lớp xe, hoặc là chúng ta đang đậu xe ở ngoài đường á, chúng ta cần phải sửa chữa xe thì chúng ta có thể mặc vào cái áo phát quang này, cái thảm của G63 ha. Phần quà theo xe ở đây thôi. Dạ, cũng không có gì. Ở phía sau mặc dù là cái cốp xe các bạn, nhưng mà các bạn thấy nè, rất là được chăm chút luôn ha. Ở đây vẫn được may những cái chi tiết bằng da ha, rất là đẹp ha, quả trám luôn, rất là thích. Trên trần chỗ này nó cũng có một cái đèn nhỏ nè ha, rất là sang các bạn. Cái đèn màu vàng hắt vào cái nội thất màu vàng ha, rất là ấm áp. À, phải đóng cửa rất là mạnh. Thực ra cái bánh xe dự phòng này các bạn thì Di cũng không biết là phải tháo ra như thế nào nữa. Trong những trường hợp cần thiết thì bên Di vẫn có các anh chị kỹ thuật hướng dẫn để mà tháo cái này ra, nhưng mà Di nghĩ là rất là ít các anh chị mà phải xài đến cái lớp xe này đâu đó, bởi vì là xe của chúng ta thường xuyên di chuyển ở thành phố ha, cho nên là việc mà để thay lớp xe dự phòng thì cũng Di nghĩ là ít khi xảy ra. Ở dưới đây nó sẽ có một cái ổ khóa nè các bạn, các bạn khóa lại nè ha, chúng ta khóa lại để chúng ta không bị mất cái trộm cái bánh xe dự phòng này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có cái đèn của cái G rất là dễ thương. Thật ra những cái chiếc xe G các bạn, nó làm cái gì nó cũng nhìn thấy rất là sắc sảo, bởi vì chiếc xe này được chăm chút về thủ công nó rất là nhiều ha, những cái nẹp màu đen nè các bạn. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ nè, trái tim của chiếc xe G63 AMG này. Đây là một cái động cơ đó khác thủ công bằng tay ha, rất là đặc biệt luôn. Các kỹ sư của AMG ha, họ từng cái chi tiết họ đều ráp bằng tay hết và được giám sát bởi máy tính, cho nên là những cái động cơ này hầu như là khi mà được sản xuất ra nó rất là hoàn hảo luôn các bạn. Đây là tên của cái anh mà kỹ sư ráp cho cái động cơ này nha, một mình ảnh thôi, phụ trách từ đầu tới cuối. Logo AMG ở đây. Động cơ này động cơ V8 cho nên các bạn thấy nó rất là lớn và hầu như là nó khích kính trong cái khoang cabin này luôn. G63 các bạn là một chiếc xe địa hình chuyên nghiệp, cho nên các bạn thấy nè, cái hốc hút gió bây giờ nó sẽ được đưa lên cao nhất có thể nè. Ở đây nó có hai cái ống hút gió gọi là bô e các bạn đó, nó cao. Đối với những xe thông thường thì các bạn sẽ thấy là cái bô e nó sẽ hướng ra ngoài thay vì là hướng lên trên như thế này đó. Đây là một chiếc xe địa hình chuyên nghiệp, các bạn thấy ở đây nó sẽ có những cái thanh, sẽ có cái thanh dằn nè, cái thanh dằn chỗ này nè ha. Thanh dằn đó thì nó giúp cho cái chiếc xe của chúng ta nó đỡ bị vặn mình khi mà chúng ta lái trên những cái đoạn đường mà đồi núi gập ghềnh các bạn. Thứ hai nữa là nó cũng làm cho cái phần động cơ mà nó khi nó vận hành đó, nó sẽ đỡ rung lắc hơn nữa. Thực sự là những cái chiếc xe thể thao mà chuyên nghiệp ha, những cái xe mà với cái động cơ hiệu suất cao các bạn thì thông thường sẽ được có một cái thanh dằn như thế này đặt ở trong cái khoang động cơ. Còn chúng ta nếu mà chúng ta thấy những cái chiếc xe mà thông thường á, thì sẽ không bao giờ có cái thanh dằn đó đâu. Động cơ V8 4.0 lít, công suất là 585 mã lực, rất là mạnh ha, một cỗ máy có như rất là khủng khiếp luôn. Một chiếc xe mà to tướng như thế này, nặng nề như thế này, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 4,5 giây. Đèn xe của chúng ta đó các bạn, mình chỉ bìm led ha, rất là đẹp. Vừa rồi Di đã cho các anh chị các bạn xem ha, chiếc xe G63 với cái màu sơn là Latinum Magnol này đó, thì cái xe này hiện tại là bên Di đang có sẵn và sẵn sàng giao cho quý anh chị các bạn luôn. Đây là một cái màu sơn rất là hiếm có luôn. Nếu anh chị các bạn nào yêu thích cái chiếc xe này và thích cái màu Latinum Magnol này thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.